Thưa quý vị, để nâng cao giá trị nông sản, nhất là các loại rau củ quả tươi, thì việc đầu tư kho lạnh để bảo quản và đầu tư vào cơ sở sơ chế để nâng cao chất lượng đang được xem là yếu tố then chốt. Tại tỉnh Hải Dương, tuy là đã được hình thành nhiều vùng sản xuất rau màu tập trung, nhưng mà công tác tổ chức sản xuất thì còn mang tính tự phát, tổ chức thu mua sản phẩm cũng hoàn toàn là bị động. Nhằm nâng cao về giá trị của nông sản, chủ động trong tiêu thụ và tăng cường thu nhập cho người dân, tỉnh này cũng đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Cộng đồng Phát triển nông thôn Hàn Quốc để thực hiện dự án hỗ trợ cơ sở sơ chế và bảo quản nông sản. Dự án hỗ trợ cơ sở chế biến và bảo quản nông sản tại Việt Nam có thời gian thực hiện 48 tháng, từ tháng 1 năm 2019 tới tháng 12 năm 2022, với kinh phí gần 65 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc là hơn 60 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện là tại hai hợp tác xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và Tân Minh Đức thuộc huyện Gia Lộc của tỉnh Hải Dương. Hải Dương thì là một cái vựa rau của miền Bắc Việt Nam với diện tích là khoảng 31.000 hecta rau trên gieo trồng trong một năm với sản lượng khoảng độ 700.000 tấn. Đấy, và các cái sản phẩm chủ lực như là cà rốt, như rau ăn lá, cải bắp, su hào, súp lơ, thế rồi hành tỏi. Thì cái vấn đề tồn tại trong cái sản xuất thì là cái khâu mà bảo quản và chế biến. Thế để cái dự án của Hàn Quốc là hỗ trợ là cái cơ sở bảo quản chế biến thì chúng tôi cũng hy vọng đây là hai cái dự án mà đáp ứng được cái tồn tại cái khó khăn của cái sản xuất hiện nay. Tham gia dự án, các hợp tác xã nông nghiệp sẽ được xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu nhà xưởng và cung cấp hệ thống kho lạnh, dây chuyền sơ chế nông sản, gồm rửa và phân loại. Nhà xưởng và hệ thống trang thiết bị sẽ được nhà tài trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án và chuyển giao cho hợp tác xã tiếp tục quản lý, vận hành sau khi dự án kết thúc. Hệ thống này nó sẽ giúp cho việc là chúng ta giảm được cái chuyện là được bùa mất giá. Vì hiện nay là rất nhiều các vùng sản xuất nông sản, rau quả tươi là hầu hết bà con là phụ thuộc vào thương lái và tìm cách là bán ngay sau khi thu hoạch, và như vậy giá sẽ rất là giảm. Và chúng ta có thể với công nghệ bảo quản lạnh này chúng ta có thể bảo quản được vài tháng. Dự án cũng đã chuẩn bị cũng đã bị chậm mất một năm. Và thêm nữa thì hiện nay lại còn có dịch nCoV-19. Đâm ra cái việc mà chuyên gia Hàn Quốc đến đây là cũng rất là hạn chế và cũng có thể mất một thời gian nữa. Vì vậy chúng tôi được các bạn là đề nghị là chúng ta vẫn thúc đẩy làm sao mà cho dự án càng hoàn thành sớm càng tốt. Dự án hỗ trợ cơ sở sơ chế và bảo quản nông sản tại Việt Nam nhằm mục tiêu bảo đảm chất lượng nông sản nhờ áp dụng quy trình sơ chế và bảo quản sau thu hoạch tiên tiến, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản, ổn định và nâng cao thu nhập cho người nông dân.